đầu công nhân sớm nhất. Là tường trực trực tiếp lễ hội đón giao thừa năm 2000 năm Canh Tân ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn đây là lễ hội đón giao thừa ở nhà. Có giao thừa không? Có giao thừa không con? Điện bị dọn. Thôi nó ngủ để. Giao thừa không? Này đỏ chứ hả? Này bắt đây là trứng nào đỏ ha? Đông quá, người ta đi chơi đông quá ha? Bắt đây trứng rõ vậy hả? Thành phố đã làm được nhiều việc là nơi khởi xướng và thực hiện tốt phong trào đó. Cho mọi người làm một tiết mục vừa cung ứng vừa đàn một bản nhạc, chắc là đó là TV. Rồi cái hệ fan nhìn cái máy NT, máy này quay hệ NTSC cho nên khi mà vô cái hệ fan nó xài cái đồng bộ, một bên là một dây 25 hình là của hệ NTSC và một ý một hệ fan và một dây có 30 hình của hệ NTSC cho nên nó xài nhau cái phần đồng bộ, hình không có dựng nó bị tua. Nhưng nó vẫn cứ trồi lên trên. Tòa Sun Hoa Tower. Đông ở Sài Gòn 300 năm à? Đông hơn lắm à? Đông hơn lắm. Cần Thơ cũng bắn được không ạ? Cần Thơ cũng bắn mất nhiều. Có nói mà không.